Alo, chào mừng tất cả mọi người đến với phần game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Hôm nay tôi sẽ thách đấu với cả bang chủ của bang Phi Thiên, bang tôi ấy. Thử xem ông nào ông tôi hơn hay tôi hơn. Không đánh chạy đúng không? Sợ gì? Bắt đầu này. Là vòng kiếm ăn kiếm ai phốt chơi mà. Nguyên Chi Hùng đâu rồi? Lên đây chấp nửa cây máu nè. Đây, ông mồng chấp ghê lắm. Tăng tràn tí nữa lên 47 đi thành chủ cho nó sướng. Thắng không kêu bại không nản đúng không? Xoắn gì? Nào đây. Người ta nhắn tin là như đang chơi nhắn tin. Vơ vẩn. Thắm làm con SS đi Lương ơi. SH với tôi mới đối đúng không? Đùa rồi. Đợi mày lên ngự không tôi mới làm. Nên quẩy chết ông luôn sợ gì. Đấy, tôi gửi khiêu chiến luôn 48 này. Đùa ông 48 ông ngự không khỏe lắm. Nào. Xoắn gì? Úi dồi. Được chiến cao thế. Nhìn này, tôi không đánh tôi chạy. Nào, vào đây. Tôi rồi, ông đâu? Á ok. Á ông lao chạy. Phi chết ông luôn, sợ gì. Đâu rồi, Ôi cho ông lên luôn. Ôi ông khỏe vậy. Tôi sợ ông. Mình hút ông vào trước, ông thôi xong. Chạy. Ngồi thiền à, ông mã chết đấy. Ông chạy nhanh thế. Nào, thôi. Ông tôi sợ ông. Ông ấy. Lực chiến ông hơn tôi bao nhiêu. Để chạy đúng không? Mày lấy nhỏ áp lớn. Đây là bang Phi Thiên nhá. Anh em mà thích vào thì có thể sang server Lạc Thủy chơi mình. Xong rồi, chạy. Ông ấy khỏe quá. Mấy ông ấy nó láo thật đấy. Lấy ngay, ông bắt được chết. Đấy, hai người lên xoắn thôi xong rồi tèo rồi. Ông này ông khỏe quá này, chơi buồn quá ông ấy khỏe tính tới cái chuyện nạp tiền ấy đã lên cái hiệp năm rồi. Ok, ông lại slow với ai đây? Họ đánh vô anh xem nào. Máy cũ. Nào, hai ông quẩy nhau đây. Ôi giời. Tuổi gì? Ông bị ngồi nó nào. À, ông Thiền. Đánh cái chạy quanh. Tiếp đây. Quẩy đá. Hai ông đứng im chẳng nào đánh này thì đánh đấm cái gì. Ông vừa đánh, ông vừa nhắn tin. Mới lên thêm 2 bậc nữa. Nào anh nhé. Nào đây. Rồi, ôi rồi, 2 tiêu dao. Không tiêu dao này đâu. 47. Cũng trâu đấy. Bán hết rồi lấy gì mà lên VIP được. Cũng trâu đấy. Không là hiểu rồi đó. Trên một lửa thôi.
Tí tôi thử solo với ông này. Ôi trời ơi. Mỗi đốt inox thế kia thì chơi cái gì. Xong. Thôi, ông ấy thắng. Tôi công nhận ông này, ông cũng giỏi thật. Đâu nhỉ? Ông sư sư ông tăng 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 đâu nhỉ? Lên tôi thử ông này nào. Đây 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 đây. Xoắn đi ông này đúng không? Tôi chửi. Ôi trời ơi. Thôi, chung full hết lâu đài rồi. Cảm ơn tất bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Nhớ ủng hộ kênh của mình nhé.